Kính thưa quý vị, như là chúng tôi cũng đã lên chương trình và phát biểu với nhau, và sau cái phần trình bày của nhà báo đầu tư Hoàng Nhật Thảo, cũng như là quý vị cũng xem một đoạn video của anh Trương Minh Tính đã trình bày về cái bão Harvey mà các thiện nguyện viên đi sửa chữa nhà cửa, thì bây giờ là đến cái phần là chị Hoàng Dược Thảo sẽ trả lời các câu hỏi của quý vị. Và chị Hoàng Dược Thảo muốn là tất cả quý vị nào mà ở trong ngành truyền thông, báo chí, quý vị có quyền đặt hai câu hỏi. Và các vị... Không, em chưa hết. Dạ, thưa anh Đường Định, anh còn câu hỏi gì nữa trong hội đồng giám sát anh đã nói? Tại vì anh định... Chị, tôi không có nhiều câu hỏi. Tôi chỉ nói đến chính là một số vấn đề. Với lại cũng cho biết về cái cảm nghĩ từ hội đồng giám sát, như là xem qua video sự trình bày của chị Giao Tăng. Thì trước nhất đó là hội đồng giám sát, tất cả mọi thành viên rất là cảm kích trong 2-3 năm qua về những cái nỗ lực sinh hoạt của hội đồng đại diện cộng đồng. Chúng tôi không có chỉ trích trách móc gì về cái hội đồng đại diện cộng đồng không làm việc cái gì hết cả. Nhờ mọi nỗ lực rất là vất vả, chúng tôi rất biết cái vấn đề đó. Tôi xin nhanh chóng để mà nêu một số vấn đề. Thứ nhất, xin tính chính với chị là hội đồng giám sát chưa bao giờ được có cơ hội đi xem qua hết mấy hồ sơ. Thì hôm thứ ba chúng tôi được xem chị trình bày, giống như là hôm nay tất cả mọi người trình bày. Và như chị đã nói trong thứ ba vừa rồi, sau cái báo hôm nay thì chúng tôi, hội đồng giám sát, được phép để xem qua những hồ sơ này. Cho nên xin đính chính lại vấn đề đó. Theo cái sự trình bày của chị thì chị nói rằng là cái mục đích để mà điều tra và cá nhân để xem, để mà tìm lại công đạo. Và tuy cái kết luận nó không rõ ràng, nhưng mà theo tôi nghĩ rằng là cái sự tìm kiếm của chị rằng là đã xác nhận hội đồng đại diện cộng đồng làm việc rất công tâm, không có sai phạm, bất cứ điều gì. Sau cái buổi hôm nay, tôi sẽ có cái bản báo cáo sau khi xem xét hồ sơ về những gì mà hội đồng giám sát tìm kiếm và tìm hiểu được thì nó sẽ bao gồm trong đó. Tuy nhiên, tôi xin có 2-3 câu hỏi rất ngắn gọn thôi. Quỹ ban cứu trợ nạn nhân bão lụt này nó gồm có 3 thành phần, và chúng tôi đã nhận hồ sơ cái sơ đồ từ hội đồng liên tu vào đầu tháng 8 thì nó có 3 thành phần. Cái câu hỏi đó của anh tôi phải để cho thưa chị, thì tôi sẽ hỏi một lần rồi tùy chị hoặc là hội đồng đại diện cộng đồng trả lời. Thì chúng tôi thắc mắc hôm nay tại sao 2 thành viên hội đồng liên tu không có xuất hiện ngồi trên bàn, cộng với lại là anh Lê cũng không có mặt. Đó là câu hỏi thứ nhất. Hôm thứ ba chúng tôi được hội đồng đại diện cộng đồng xác nhận rằng là ủy ban cứu trợ nạn nhân bão lụt là một ủy ban độc lập. Ủy ban độc lập có nghĩa là nằm bên ngoài cộng đồng. Thì có một số vấn đề mà chúng tôi cho tôi xin quay lại trước khi đã nói vấn đề này. Lý do mà thời gian qua hội đồng giám sát đã tung ra hồ sơ và đặt nhiều câu hỏi là bởi vì trong suốt 2 năm qua chúng tôi hoàn toàn vẫn chưa thấy báo cáo gì về tài chính về bão Harvey, mà theo sự hiểu biết của chúng tôi báo cáo bão Harvey là nó thuộc về báo cáo tài chính của đồng đại diện cộng đồng. Cho nên chúng tôi sắp sửa nhìn thấy cái nhiệm kỳ này nó cũng đi qua rồi, cho nên chúng tôi thúc giục để mà có cái bản báo cáo đó. Và đó là cái sự việc mà sau cái hội đồng đại hội quốc đại lần 2 vào giữa tháng 7 và chúng tôi đã thúc giục. Chứ chúng tôi không phải mục đích đưa ra hồ sơ đưa ra vấn đề gì để tạo những cái khó khăn và vất vả cho cộng đồng, mà chúng tôi mong là hội đồng đại diện cộng đồng có bản báo cáo rõ ràng để mà trình báo với đồng hương trước khi nhiệm kỳ đi qua.
Và tất cả những câu hỏi, những hồ sơ đẩy ra đều là nằm trong nội bộ cho đến khi mà hội đồng đại diện cộng đồng không trả lời về sự yêu cầu của chúng tôi, cho nên chúng tôi mới đẩy những cái hồ sơ và những thắc mắc và những câu hỏi đó xa ủy ban cứu trợ nạn nhân bạo lực. Bởi vì hội đồng đại diện cộng đồng không trả lời có nghĩa rằng là cái ủy ban nó nằm bên ngoài cái cộng đồng, cho nên họ không có trách nhiệm. Và đó là những gì mà chúng tôi nghe được trong suốt 2 năm qua. Hôm thứ ba vừa qua thì hội đồng đại diện cộng đồng đã xác nhận rõ ràng của chúng tôi rằng là ủy ban cứu trợ nạn nhân độc lập, cứu trợ nạn nhân bạo lực Hoa Kỳ là một ủy ban độc lập, như vậy nó nằm ngoài bên ngoài cộng đồng. Thì tất cả những cái công việc hôm nay được trình báo đó là trình báo từ ủy ban cứu trợ nạn nhân bạo lực chứ không phải là từ hội đồng đại diện cộng đồng. Tôi xin thưa cái vấn đề đó rõ ràng. Bởi vậy chúng tôi không có ngồi, các thành viên của hội đồng giám sát chúng tôi không có lên ngồi trên bàn được, bởi vì chúng tôi không phải là thành viên của ủy ban cứu trợ nạn nhân bạo lực. Bây giờ để quay lại một số câu hỏi và xin hội đồng đại diện cộng đồng hoặc là cô Hoàng Diệu Thảo trả lời. Nếu là một ủy ban độc lập, tại sao tất cả những cái tấm chắc mà đồng hương đóng góp vào cái quỹ cứu trợ này hoặc là từ khắp nơi gửi về, tại sao nó đều bỏ vào công của Việt Nam Cộng Hòa, VNCH? Nếu là một cái ủy ban độc lập thì tại sao lại hưởng những cái quy chế của non-profit organization, đó là 501c3, ví dụ như là lấy 15% hay 20% mà theo cái quy chế của non-profit organization cho phép để mà sử dụng cho việc chi tiêu. Cái 150.000 xin được từ Houston. Không chị, tôi nói xong xuôi rồi là xin tôi không hỏi nữa. Và nếu như đã quên câu hỏi thì tôi sẽ lặp lại. Cái 150.000 là xin từ quỹ Greater Houston Community Foundation, là lấy danh nghĩa của cộng đồng người Việt quốc gia. Nó là cái ủy ban độc lập, tại sao lại lấy cái danh nghĩa ở bên này để mà xin cái quỹ đó? Và anh Trần Hùng lúc ban đầu có nói rằng, anh Trần Hùng hay anh Trần Quốc Anh có nói rằng là hội đồng giám sát đã coi hồ sơ rồi ít nhất là 2 lần. Chúng tôi, cá nhân tôi thì đã xem được 1 lần, và lần thứ 2 là nếu được xem tôi, nếu tôi là hội đồng giám sát thì coi như là 1 lần. Lần thứ 2 thì tôi không biết ai coi. Nhưng nếu như ông cựu chủ tịch hội đồng giám sát là ông Mạnh Xuân Thái đã có xem, thì tôi không biết là tại sao ông không thông báo cho các thành viên của chúng tôi biết. Đó là tất cả những câu hỏi tôi có. Dạ thưa anh, tôi có thể trả lời cái câu hỏi mà của anh nói là cái ủy ban cứu trợ Harvey và cái ban chấp hành cộng đồng Cali là 2 phần riêng biệt. Thì tôi xin xác nhận với anh rằng là cái chứng đề các em nói cái chữ riêng biệt đó là chỉ có nghĩa rằng là các em operate cái đó, cái quỹ cộng đồng đó riêng biệt của các cao riêng biệt, chứ không có nghĩa rằng là đó là 2 tổ chức riêng biệt. Tại vì cái ủy ban cứu trợ Harvey không có cái thay thôi về legal, phải building under the legal of ban chấp hành cộng đồng, đại diện cộng đồng, tổ chức cộng đồng ở đây để operate cái đó. Tại vì ủy ban cứu trợ vào rồi không có legal entity để mà làm cái vấn đề mà ra mở checking để làm gì được. Thành ra khi ông Trần Quốc Anh thì mọi người nói rằng đây là ủy ban độc lập, có nghĩa rằng các em đã dùng một cái account riêng biệt là cái 6687 để operate cho tất cả các vấn đề donation và bảo trợ cho cộng đồng, chứ không có nghĩa riêng biệt có nghĩa là 2 tổ chức riêng biệt phải có cái legal title là non-profit organization. Đó là câu hỏi của tôi. Còn câu hỏi thứ 2 mà ông hỏi về vấn đề rằng là
ủy ban này có báo cáo cho ông Bạch Xuân Thái không, thì cái đó là vấn đề nội bộ của anh. Anh cho được phép là ngưng lại. Và bây giờ tại vì buổi họp báo này như tôi đã nói là dành cho báo chí và đồng bào. Và bây giờ ai khác được phép tôi bắt đầu trả lời câu hỏi của báo chí. Và vấn đề của chúng ta là vấn đề nội bộ, anh giải quyết với hội đồng. Dạ, thưa Vân, báo chí thì tôi thấy có cô Như Lê của Việt TV, cô Ái Hiền. Dạ, xin cô hỏi trả lời không? Metro. Dạ vâng, Ái Hiền và Như Lê đại diện cho đài Vietnamese Network xin chia sẻ với lại quý đồng các bạn trong ngày nay cũng như là đặt câu hỏi cho ban điều cộng đồng và điều hợp chương trình là cô Thảo đây. Nếu như mà quý vị đang có theo dõi những thông báo trên đài thì ngày thứ ba trong tuần lễ này vừa rồi đã có một cái buổi họp kín giữa những thành viên của hội đồng giám sát, ban điều cộng đồng, hội đồng liên tôn để cùng trình bày về vấn đề này và báo chí của chúng tôi đã tới nhưng không được phép quay hình vì đây là theo thể lệ của ông chủ tịch Trần Quốc Anh cùng với cái sự xuất hiện đột ngột mà ngày hôm bữa thứ ba ấy thì có được chia sẻ với lại cô Thảo đây. Và khi mà ấy hỏi cô cho ấy giống như lúc đầu mở đầu của chương trình ngày hôm nay buổi họp báo thì cô có nói là trong trường hợp đó như cô có Ái Hiền có hỏi tôi là ai thì chính xác Ái Hiền đã hỏi câu này cho cô Thảo vào ngày thứ ba trong tuần lễ này và cô nói cô là nhà báo và ngày hôm nay cô đến đây để cô trên cương vị là điều họp và cô có một cái phóng sự điều tra riêng của cô và Ái Hiền có nói với cô rằng là Ái Hiền tới đây theo cái thông báo cáo chí mà Ái Hiền được nhận từ ban đại diện cộng đồng và ngày hôm nay thì Ái Hiền biết đây là một cái buổi họp và theo cái chia sẻ quan trọng của anh thì Ái Hiền ghi nhận và Ái Hiền xác định hội đồng giám sát của ngày thứ ba tuần lễ này là gồm những thành viên và xin mời tất cả những hội viên của hội đồng giám sát trong cái ngày thứ ba vừa rồi đã có buổi họp kín đứng lên để trả lời. Dạ có. Trước khi em vào câu hỏi thì em muốn để cho quý vị đồng hương biết những diễn biến tại quý vị không có biết thì để cho quý vị biết rõ hơn. Và trong ngày hôm đó thì không có hội đồng liên tôn và như confirm thì hội đồng liên tôn ngày hôm nay thì Ái Hiền có thấy chú Trịnh tiến tinh thì chú có đi dự trong ngày hôm nay. Rất là cảm ơn, xin mời ban hội đồng giám sát ngồi xuống. Và câu hỏi chính của Ái Hiền trong ngày hôm nay là trong khoảng thời gian giống như quý vị có theo dõi những sự của đài Việt TV thì đài Việt TV là người rất là theo sát những hành động của ban điều hành cộng đồng, những hoạt động trong cộng đồng, thậm chí là đi qua những tiểu ban khác để giúp đỡ các quý vị đồng hương khác trong tiểu bảo Harvey. Nên Ái Hiền có hy vọng là quý vị cũng đã theo dõi và sự xuất hiện cuối cùng của cô Thảo đây là một cái điều mà bản thân Ái Hiền cũng khá là bất ngờ. Đó bây giờ tại sao mà Ái Hiền hỏi cô trên cương vị, cô cho biết cô là một phóng viên và ngày hôm nay cô là một nhà báo. Cô là một nhà báo và ngày hôm nay cô trong chương trình điều hợp thì câu hỏi mà Ái Hiền xin đặt ra chuyên môn dành riêng cho cô ngày hôm nay đó là tất cả những thông tin mình này đó là có một văn phòng CPA nào audit và họ sẽ chịu trách nhiệm chính về mặt pháp luật khi mà họ điều tra về cái vấn đề này. Không có vấn đề gì chứ cô, các cái vấn đề này không luật thôi. Tại vì vấn đề này... Dạ xin mời cô. Cái vấn đề này hoàn toàn là vấn đề không luật chứ chưa có vấn đề công lý. Tại vì trên nguyên tắc á, là cái tiền đóng góp 1,6 triệu này á, là từ đồng hương của chúng ta chứ không phải là quyền của chính phủ. Do đó những người mà thực sự muốn tham gia vấn đề công lý và đòi hỏi công lý phải là những người có đóng góp của cái quỹ này. Chứ không phải là dư luận viên mà có quyền đòi hỏi. Tại vì cái này là một cái vấn đề là đồng bào chúng ta quyên tiền và ký thác cho cái tổ chức cộng đồng để cứu trợ cho nạn nhân bạo lực. Chứ không phải là cái tiền, chỉ có cái tiền 150 ngàn của cái Christian Community Foundation đã chuyển cho chính phủ thì cái đó chính phủ cũng có quyền audit. Còn hoàn toàn cái này là đồng hương chúng ta đóng góp ký thác cái tiền này cho ba đại diện cộng đồng có phân phối cho đồng bào là không ai lo được vào vấn đề này. Vấn đề làm cái này là hoàn toàn cũng do công luật đó. Đây là những con số. Ái Hiền nhận được câu trả lời phía cô là không có một văn phòng CPA nào đại diện cũng như là audit và chịu trách nhiệm chính về mặt pháp luật và rất là cảm ơn câu trả lời này của cô. Và câu trả lời mà Ái Hiền xin được phép hỏi lại cô Thảo trong ngày thứ ba, Ái Hiền đã hỏi cô rằng là tất cả những đồng thông minh của ngày thứ ba và ngày hôm nay là ngày thứ năm có điều gì khác nhau hay không? Thì cô có xác định ngày hôm nay trước tất cả các quý vị ở đây rằng là không có một điều gì khác hết. Và quay trở lại câu hỏi
mà ái hiền dành cho ban đại diện cộng đồng trong ngày hôm nay. Và đã hai lần ít nhất là ái hiền đã hỏi là xin quý vị xác định rõ những thành viên trong ủy ban cứu trợ là ai. Và ái hiền xin mời câu trả lời này dành cho chủ tịch Trần Quốc Thành. Vâng, thì trong cái slide mà cư sĩ Dũng share cho mọi người đó, đó là một cái slide mà gọi là organization chart, là cái đấy là ủy ban cứu trợ mà chúng tôi đã thành lập. Ủy ban cứu trợ của chúng tôi thành lập đó, từ lúc đầu là cha Tâm kêu tôi và anh Quốc Văn cũng kêu tôi và muốn làm sao lập ra một cái ủy ban để giúp nạn nhân. Lúc đấy chưa nói về tiền bạc, chỉ có làm sao mà lập ra các ủy ban để giúp những người mà bị lũ lụt, làm sao người ta có nơi tạm trú khẩn cấp, có chỗ ăn chỗ uống. Đấy, lúc đầu là ủy ban đó, và chúng tôi đã có hội đồng liên tôn, văn phòng của nghị viên và hội đồng đại diện cộng đồng đã tới đây họp mấy lần, và chúng tôi vì đó mà nghị viên Lê Minh Đức có một cái list shelter và của các nhà thờ, nhà chùa mà nghị viên mà anh Quốc Văn đã mang tới cho thành phố, và thành phố đã trao cho mấy cái như là hội Red Cross, mấy cái hội mà giúp cho nên những cái hội đó đã tìm được những cái chỗ nhà thờ, nhà chùa để tới phát đồ cho họ. Đấy là cái ủy ban lúc ban đầu. Rồi lúc sau này chúng tôi lại cái ủy ban này để giúp những người như anh Chu Văn Tính, có rất là nhiều thiện nguyện viên đúng trong cái ủy ban này. Rất là nhiều người trong chùa Tịnh Luật, thành viên trong chùa Tịnh Luật, rồi những người mà trong đội đá banh mà chúng ta đã kéo được, những người trong đấy cũng là cái thành viên của ủy ban. Chúng tôi đã đi các nơi để giúp, như tính nói là giúp được 100 người, mà mỗi người chúng tôi contribute đó là 8.000 đô la. Đó là ủy ban. Và sau này đó, cái ủy ban bắt đầu muốn gây quỹ, thì chúng tôi bắt đầu gây quỹ. Thì lúc mà ra cái thành lập cái ủy ban thì chúng tôi biết là chúng tôi phải có cái nhà băng riêng, nhưng mà trong lúc đấy rất là khó khăn mở nhà băng, cho nên là lúc mà chúng tôi anh Quốc Cường này là chủ tịch, chúng tôi đã có một cái nhà băng, nhưng mà hai account, một là account là cho cộng đồng, một account, bank account number khác nhau đó là cho special event, là những lúc mà chúng tôi gây quỹ. Thì chúng tôi cái bank account, cái account number 667 đó là chúng tôi dùng để cho quỹ Harvey. Thì khi mà người dân và ký check về đó, họ vấn đề BSS cho cộng đồng, nhưng mà trong cái memo đó họ nói là Harvey, cho nên cái tiền đó chúng tôi bỏ vô cái account number 667. Cho nên đó, khi mà chúng tôi tổ chức, chúng tôi cái ủy ban cứu trợ gọi như là nó uyển chuyển, có lúc mà có nhiều người vô, có lúc nhiều người ra, và tới bây giờ đó thì sau khi một năm chúng tôi đã đồng ý là cái ủy ban không còn nữa. Sau khi mà giúp nạn nhân xong, cái ủy ban không còn nữa, mà bây giờ bởi vậy bây giờ hội đồng đại diện cộng đồng mới chịu trách nhiệm để trả lời cho quý vị những cái câu hỏi về ủy ban cứu trợ. Đó là cái ủy ban cứu trợ từ thuở đầu cho tới lúc mà chúng tôi nhận ra. Cảm ơn câu trả lời của ông chủ tịch Quốc Anh, và xin phép cô Thảo để cho con xin thưa một cái câu hỏi nữa. Rằng là chuyện mỗi người, tôi đã nói từ đầu, mỗi người được hỏi hai câu thôi mà. Dạ thưa. Cái điều là mỗi người hỏi hai câu. Nếu cô ấy thì còn thắc mắc nữa, xin cô viết lại và chúng tôi trả lời vào ngày mai. Dạ để thưa tất cả mọi người, mà mỗi người thì được hai câu, có chính được là hai câu. Cô rồi nào báo thì cô cũng quên cũng ở đây. Dạ thưa cô, vô trong vấn đề. Có rất đông người, một cái danh sách như vậy, nếu mà cô gọi tất cả mọi người. Dạ. Tôi nghĩ là điều được có là cái người được học có việc là mỗi người được hỏi hai câu. Dạ vậy thì cho con xin phép, nếu như mà theo thể lệ của cô Thảo hay nói thì con xin dừng lại câu hỏi cho quý truyền thông khác. Và cũng giống như là thưa thì Ái Hiền cũng và Ái Hiền cũng cảm ơn những chia sẻ của anh Trần Quốc Anh. Và như quý vị biết là trong vòng 24 tiếng đồng hồ, cái chương trình họp báo lần trước quý vị nghe không bị hủy, cái Hiền là người trực tiếp liên lạc với lại chủ tịch Trần Quốc Anh. Thì
Anh chị cũng cảm ơn mà ngày hôm nay anh đã tổ chức một buổi họp báo như thế này, và cũng rất là cảm ơn quý vị đồng đã đến tham dự rất là đông đủ, và xin trả lại quyền điều hợp chương trình cho Phương Thảo. Trả lời, ông là luật sư đó. Tôi đã
Không khi cô Thảo đưa cho mình microphone, nhưng mà thật sự chúng ta đều là đồng hương người Việt với nhau. Ngày hôm nay chúng ta có mặt tại đây để đi tìm cái sự thật, đi tìm công lý và đi tìm cái sự minh bạch trong sáng cho cái cơ cấu dân sự là các tổ chức người Việt quốc gia mà chúng ta đã gây dựng được trong 30-40 năm qua. Thành ra Quốc Cường hy vọng rằng cho dù chúng ta có nhiều cái sự không đồng ý về dữ kiện hay là kết luận cho những cái dữ kiện đó, chúng ta vẫn tôn trọng nhân phẩm với nhau và chúng ta ráng tự chế chính mình trước khi chúng ta hy vọng là chúng ta có thể thực hiện cái trách nhiệm là một người công dân đóng góp cho sự phận của tổ chức này. Quốc Cường ngồi đây thì mình chỉ biết là Quốc Cường đi sau tất cả hầu hết quý vị ở đây, bởi vì Quốc Cường gần đây cũng chỉ mới tham gia dựa trên những cái thông tin qua lại trên email và Facebook. Thành ra nói thẳng ra thông tin thì Cường có thể không có bằng anh bác sĩ Cao Bình Vũ, phần lớn quý vị có mặt tại đây. Mình cũng đang đi sau để mà tìm hiểu những cái thông tin. Quốc Cường chỉ xin chia sẻ một cái khía cạnh mà anh hỏi cô và cô ráng trả lời đó. Tức là mình nghĩ rằng cái khía cạnh một cái tổ chức nó có nhiều cái người có những cái tài năng, khả năng khác nhau. Chỉ vì anh Giang, anh Quốc Anh là những cái người đi làm 3-4 tháng làm việc nặng, không có nghĩa là họ có kỹ năng chuyên sâu về tài chính, họ có kiến thức căn bản về cơ cấu pháp luật, họ có kỹ năng biện luận trước mặt công chúng để mà giúp chia sẻ với anh những câu hỏi một cách hiệu quả. Và do đó, trong cái tư thế là những người đồng hương có trách nhiệm, khi có một cái vấn nạn hay một cái tranh chấp lớn xảy ra và tất cả chúng ta đều có cái tinh thần trách nhiệm là đi tìm sự thật và bảo vệ cho cái danh dự cũng như cái sự lớn mạnh lâu dài của cộng đồng chúng ta, thì mỗi người sẽ xem xét mình có những cái kỹ năng gì, mình có thể đóng góp vào trong cái trách nhiệm lớn lao này như thế nào. Và Quốc Cường ngồi đây trong cái ý kiến cá nhân của mình đó, mình chỉ nghĩ rằng là những người ngồi trong hội đồng đại diện hiện tại đã làm hết cái trách nhiệm của họ, nhưng mà có thể họ đã không thành công trong việc mấy tháng qua ráng giải quyết những cái câu hỏi của anh và nhiều người khác. Và do đó những người khác cảm thấy mình có cái sự đóng góp và mình cũng có cùng cái mối quan tâm chung, thì mình đến đây và mình muốn chia sẻ. Thì có thể là trong số nhiều phóng viên, nhiều nhà báo đến yêu cầu đòi xem xét tài liệu giấy tờ, cái vấn đề là người nào chiếm được cái niềm tin nơi những cái người đã được ủy thác trách nhiệm phụ trách công việc này, để rồi họ chịu ngồi xuống làm việc chặt chẽ và cuối cùng chiếm được cái niềm tin để cho họ mời làm cái người giúp cho họ đưa ra những câu trả lời. Thì cái trách nhiệm pháp hôn nhân, nói thẳng ra, nếu Quốc Cường mở một cái tổ chức hay một chiến dịch tranh cử, trong số bao nhiêu người thiện nguyện viên giúp đỡ, mình phải chọn người đúng cái khả năng, đúng cái tâm huyết của người đó và đúng với nhu cầu của tổ chức, đúng không? Mình không nghĩ là ngày hôm nay cô Hoàng Dịch Thảo bước ra nói với chúng ta là tôi là CPA, phải? Cô không hề tuyên bố như vậy. Cô chỉ muốn đưa ra những cái câu trả lời dựa trên những thông tin chính xác nhất mà cô nhận được. Và đó không phải là việc cô hành nghề CPA. Và Quốc Cường không có nghĩ là chúng ta có đầy đủ bằng chứng để làm chuyện đó. Nó chỉ là cô dùng cái kỹ năng thu thập thông tin, phân tích thông tin, và cô nghĩ rằng khả năng cô hướng dẫn những cái thông tin đó nó hiệu quả hơn những quý vị ngồi hiện tại. Và cái người nào quyết định cho cô có được cái vị trí như vậy, đó là bởi vì họ cần người giúp cho họ trong chuyện đó. Right. Cái tư cách pháp lý của chị Hoàng Dược Thảo là không có. Ủy ban giám sát là được dâng bầu lên, ủy ban giám sát là đi giám sát cộng đồng, mà cộng đồng không đưa hồ sơ cho ủy ban giám sát rất là sai. Một người ngoài đi vô có đủ pháp lý nào mà được coi hồ sơ, cái đó là sai. Dạ thưa, bây giờ cái câu hỏi đó là xong rồi, xin đi mời. Em xin lỗi nha, em xin lỗi chị Thảo khi em nói một chút xíu. Em xin lỗi, mặc dù là mình có hợp đồng với nhau là em không được nói. Nhưng mà mang nhớ là anh Đỗ Tĩnh cũng đã đến xem cái hồ sơ này một lần rất là kỹ và đã chụp hình tất cả. Chứ không phải bây giờ ở đây trước mọi người anh không được xem thì cái điều đó không có đúng. Lời dạ thưa, xin mời chị Hoài Bắc. Chị Hoài Bắc. Dạ, tôi xin chào tất cả mọi người có mặt ở đây. Tôi đã bắt tôi xin nói một đôi điều. Trước nhất là tôi thấy bữa nay có cô Đào Lương
gọi là bà Phạm Thị Thảo đại diện của ban đại diện cộng đồng để đến đây để trả lời các vấn đề về chi thu của các bão Harvey. Thì trước nhất tôi nói về cái tôi có những ý kiến sau đây, trước nhất là về cái người mà đại diện cho cái ban đại diện cộng đồng đến đây nói chuyện. Tôi thấy ban cộng đồng á, ban đại diện cộng đồng giống như những người chưa trưởng thành, là bởi vì người chúng ta bầu ra, chúng ta chỉ bầu có ban giám sát và ban đại diện cộng đồng, chứ chúng ta không có bầu cái ban cố vấn. Ở cái ban đại diện cộng đồng hiện của tất cả là hai nhiệm kỳ, tôi thấy nó có quá nhiều cố vấn, nào là cố vấn đại diện dùng dòng Chu Văn Cương, chủ tịch của một cái đảng phục hưng, tức là đưa đảng vào trong cái cộng đồng thứ nhất, và điều thứ hai là cố vấn pháp lý, rồi bây giờ thêm một cái cố vấn, tạm gọi là cố vấn về các vấn đề tài chính, để mà đứng ra nói chuyện với đồng hương. Thứ nhất, tôi nghĩ là bà Phạm Thị Thảo, dù bà ta có cái khả năng ăn nói và có thể là một cái người tương đối trung lập và nói mọi người êm tai hơn và giải thích hay hơn, thì nếu mà nhìn tổng quát, nhưng mà về các vấn đề chuyên môn về tài chính, tôi nghĩ bà Hoàng Nhật Thảo không đủ tư cách về các vấn đề nói về những cái chuyên môn về vấn đề CPA, điều đó tôi không công nhận. Một cái tôi khen là cái ban đại diện cộng đồng đã rất là thông minh trong những cái tháng vừa qua, đã biết những cái yếu điểm mình, và nhất là trong cái mùa bầu cử họ phải làm bằng mọi cách để đánh lại cái nhìn của tất cả các người dân ở Houston này để mà ra cái vận ứng cử thêm một lần nữa. Thì tương đối nếu mà chúng ta nhìn một cách tổng quát và nghe cái khơi á, thì chúng ta thấy rõ ràng là hợp lý đó chứ. Nhưng mà về các vấn đề chuyên môn, cái đó phải dùng tới CPA. Còn nói là anh Đỗ Tĩnh đã ban đại diện cộng đồng hoặc là thủ quỹ đã cho coi hai ba lần gì đó, xin lỗi quý vị, một cái người mà về làm ăn bình thường khi chúng ta khai thuế thì chúng ta phải đưa đến cái người chuyên môn là CPA để họ làm hàng năm. Tại sao một cái chuyện quá đơn giản là trong nhất là vấn đề mà chi thu đến cái số tiền đến 1,6 triệu và tiền của tất cả bá tánh của quần chúng thì nó nhiều điều ông tiếng phe lắm. Tại cái đơn giản quá mà chúng ta mời ngay một CPA trả tiền cho họ họ làm, và chúng ta chứng minh cái nguyên tắc để ban đại diện cộng đồng làm việc là hàng năm hoặc là cuối năm hay đầu năm gì đó là cái thủ quỹ có phần sự phải công bố cái đó cho tất cả những bà con trong cộng đồng thứ nhất. Và hay nữa, thí dụ như hôm nay đó phát những cái tờ giấy như vậy, ai cũng có tờ giấy trong tay cả, còn nếu mà giấy in mắc quá chúng ta bỏ lên website cộng đồng, có website của cộng đồng mà, chúng ta có Facebook của cộng đồng mà, bỏ công khai lên đó. Tôi mặc dầu không đến đây họp nhiều lần nhưng mà coi những cái video clip của những cái báo như là TV hay là Việt TV thì tôi thấy chính cái anh Kevin Ngô, ông nói quá dễ, quá đơn giản. Phần sự quý vị là quý vị công khai tài chính đi. Mình trước khi làm mình đặt cái điều đó rồi, thứ nhất. Cho đến điều ông tiếng phe nhiều quá, hôm nay tối thiểu những giấy tờ như vậy thì quý vị đã khôn hồn để nhờ một cái CPA nào đó để làm những cái giấy tờ như vậy. Tại sao để tránh những điều này trước đây sao quý vị không làm đi? Còn quay lại vấn đề nói anh Đỗ Tĩnh đã được anh thủ quỹ cho coi hai ba lần về vấn đề giấy tờ và những con số và những năm 17, 18, 19, làm sao mà coi mà ai hiểu ra cái gì? Là người ta phải lấy toàn bộ cái hồ sơ đó và đem về cho một cái CPA chuyên môn để người ta làm ra, để người ta phân tích ra cái nào đúng cái nào sai. Bây giờ tôi không nói về cái vấn đề đó đã xong rồi. Bây giờ nói về cái vấn đề thứ hai là trong cái cuộc chi thu của cái cảnh báo Harvey, tôi đặt hai câu hỏi, đặt hai ý kiến. Cái ý kiến đầu tiên á là những con số mà từ hồi nãy giờ cái chị Hoàng Dương Thảo đưa ra, chúng ta biết đúng hay sai cái đó thì mọi người không biết được, nghe thì êm tai, nhưng muốn biết đúng hay sai phải qua cái chuyên môn của người CPA. Và bây giờ cái về cách khác, cái nhìn khác về cái chi thu của cảnh báo Harvey, cảnh chi thu đó là để làm hài lòng của tất cả mọi người tương đối thôi. Còn câu hỏi thứ hai, cái sự chi thu đó nó có hợp lý và cho phép của những người mà đó họ đã donation cái tiền cho các ban đại diện
cộng đồng để mà chi tiêu, thì cái khoản đó là một cái nghĩa khác, tức là những cái việc chi tiêu của mình đó có theo đúng cái ý nghĩa mà những người phát tặng. Chị hỏi đi chị ơi, chị nói nhiều quá. Xin đặt câu hỏi và xin quý vị hãy đặt câu hỏi trực tiếp vào vấn đề
quỹ tới tài chính hoa viên ngày hôm nay và chỉ một câu hỏi. Xin kính mời chị Diễm Chi ạ. Xin chào chị Hoàng Đình Thảo, chào tất cả quý vị ở đây. Tôi cũng có một câu hỏi duy nhất thôi. Ở đây có nhiều vị luật sư ở đây và chúng ta biết là chị Hoàng Đình Thảo không phải là một CPA. Vậy thì ở đây các vị luật sư có ai có thể đứng ra để mà giới thiệu một người CPA độc lập để mà nếu mà coi như là một audit thì đây là đây luật sư và thêm một luật sư bên kia nữa xin cho biết tôi biết là luật sư bằng cái tên Steven. À, dạ đây là luật sư Steven, xin mời luật sư lên đây để có câu trả lời như thế nào. Chúng tôi ghi nhận qua cái bên thì chính chị và nếu chị không có câu hỏi trực tiếp về vấn đề quỹ thì chúng tôi xin mời mình kế tiếp ạ. Thì bây giờ nếu mà đặt trường hợp đây là một chị nói là chị không phải là một người CPA và thì quý vị có thể mời một người CPA độc lập để mà coi nếu mà coi như là audit bữa nay hay không. Em ghi nhận và cảm ơn sự nhận xét và lời góp ý của chị ạ. Và xin mời các câu hỏi kế tiếp. Xin kính mời chị Thu Thủy đặt câu hỏi cho chủ đề là về ngân quỹ ngân sách của Bảo Hòa Việt. Xin kính mời chị. Kính thưa tất cả quý vị, tôi nghĩ rằng là ở trong cái điều kiện hội họp như thế này thì không đủ cái điều kiện để tôi đặt câu hỏi. Bởi vì tôi đặt câu hỏi thì sẽ có người không thể trả lời được. Tôi muốn hỏi ai thì chị Hoàng Diệu Thảo không đủ thông tin để trả lời. Bây giờ tôi muốn hỏi người A thì tôi phải biết tư cách người đó là. Tôi nghĩ rằng là hiện nay chúng tôi đang ở trên mặt báo của chị. Nhưng mà nếu ở trên mặt báo của chị thì trên các cơ quan truyền thông thì có lẽ chúng ta nói chuyện nó không công bằng. Cho nên rằng là tôi xin có một ý kiến thế này. Hỏi một câu hỏi riêng với chị. Nếu chị làm phát thanh cho một số những người từ ở trong ban đại diện cộng đồng đứng ra ở trong ban cái quỹ ban cứu trợ thì xin chị hãy làm phát thanh cho nạn nhân Bảo Harvey chưa được đối xử công bằng, xin chị hãy làm phát thanh viên cho tất cả những người đóng góp tiền về cho Houston mà chưa được thỏa mãn. Nếu những câu hỏi này chị chưa được trả lời, chị mở mặt báo chị ra đi. Tất cả mọi người sẽ đến với chị sẽ đông người hơn. Và lúc đó, chúng tôi sẽ có hàng ngàn câu hỏi đến với chị. Em xin cảm ơn lời góp ý của nhận xét của chị Thu Thủy. Đúng, bây giờ và tôi... Và như nãy em có nói là chúng tôi xin kính mời quý đồng hương hãy đặt câu hỏi thẳng vào ngân sách ngân quỹ của Bảo Harvey. Và cái lời nhận xét của chị thì đối với em có rất là chiều sâu, rất là hay. Và em xin chân thành cảm ơn chị. Và người tiếp theo tôi xin mời là luật sư Steven Điều đã câu hỏi về Bảo Harvey. Cái ý kiến cuối cùng là xin mời tất cả quý vị, tôi sẽ gửi khoảng 20 câu hỏi đến trong ban khiếu nại và tôi hỏi ban đại diện cộng đồng. Hôm trước tại sao tôi gửi một cái tờ khiếu nại 6 trang không được công khai ra và chúng tôi tiếp tục gửi cho ban đại diện khác. Tôi em sẽ trả lời cho chị sớm nhất. Xin cảm ơn chị Thu Thủy ạ. Để xin mời luật sư Steven Hill ạ. Dạ, tôi xin mấy cái camera chiếu vô nền tôi nói nha. Câu hỏi vô rai là vấn đề. Cái chữ CPA là Certified Public Accountant. Certified là xác nhận hay là chứng nhận. Thì bây giờ đó, cái hồ sơ này đó, tất cả những cái sổ sách này đó, tôi muốn hỏi từng người nha. Bây giờ tôi hỏi anh Phan Quốc Cường là luật sư, anh có chứng nhận và xác nhận tất cả những cái này đúng hay sai? Tôi nếu anh có chứng nhận những cái này hay không? Tôi nghĩ là khi không anh xác nhận cái này đúng hay sai, và chịu trách nhiệm cho tất cả những cái này nếu mày mốt nó sai hay là không đúng. Câu hỏi của anh là vấn đề rồi. Mình không phải là người điều hành cộng đồng. Thế nên ta chỉ trình bày thôi. À, để tôi hỏi các người cái gì nha, là ai là cái người thủ quỹ ở đây? Anh có phải là người làm cái hồ sơ này không? Anh xác nhận và chứng nhận và anh chịu trách nhiệm cho tất cả những hồ sơ này nếu có cái gì sai phải không? Anh đồng ý anh làm cái này, ok? Rồi. Không sao. Chị Hoàng Diệu Thảo,
chỉ có cái hồ sơ này, chỉ có chứng nhận cái chữ certified, chỉ có chứng nhận và xác nhận cái hồ sơ này hoàn toàn đúng hay không, và chịu trách nhiệm. Vâng, luật sư ơi, luật sư này là có rất là nhiều, luật sư lại không được confused rồi. Từ đầu đến đuôi tôi chỉ nói một điều, tôi không phải là CPA. Quý vị tới đây, ông bài đăng hồ sơ ra, quý vị sẽ còn phiêu. Cái này để lại đây cho quý vị coi. Quý vị coi, quý vị đem về nhà, quý vị coi đi. Và nếu mà nói cái gì sai, tôi chỉ báo cáo về con số thôi. Còn cái vấn đề mà quý vị nói rằng sai hay đúng, I'm not the one. Nhưng mà tôi làm việc trên gian, và cái con số này là con số chính xác, đúng không? Còn cái vấn đề, cái vấn đề có hai điều. Dạ, xin trân trọng cảm ơn luật sư Steven Deal. Tụi em rất là kính trọng anh và xin cảm ơn mọi người đã tham gia cuộc họp. Và còn duy nhất của anh là chàng có chứng minh có đúng không? Chúng tôi đã trả lời là yes. Xin cảm ơn Steven Deal. Và chúng tôi xin mời người đồng hương kế tiếp đặt câu hỏi ạ. Những cái tấm chân tình
và bản thân quý vị truyền thông và tất cả những thành viên đã đi theo một chặng đường dài để giúp đỡ những nạn nhân, thời gian, nước mắt có, cả máu cũng đổ nữa. Thì cái đó cũng điều rất là trân quý. Bà Hiền đã hỏi anh vào ngày hôm thứ ba, bà Hiền sẽ hỏi lại, nếu như đây là một việc làm đúng thì rất tốt cho cộng đồng. Nó là một cái sự đoàn kết, nhưng nếu đây là một việc làm sai và có những cái chưa hoàn thiện trong một cái tổ chức, riêng với anh trên cương vị là chủ tịch đương nhiệm, chủ tịch cộng đồng Trần Quốc Anh, thì anh sẽ làm gì nếu như đây là những việc làm sai? Thì anh đã cho anh Hiền một cái câu trả lời khá là cũng đã chia sẻ rồi vào hôm thứ ba. Nhưng mà trước quý vị đồng hương đây thì ấy thì xin hỏi lại câu hỏi này cho anh để anh giải trình hay là anh chia sẻ qua hình ảnh để cho quý vị hiểu. Tại vì rất là nhiều quý vị đồng hương rất là quan tâm đến cộng đồng ngày hôm nay đến đây để tham dự. Nếu như tất cả những việc làm ở đây đều là đúng thì đây là một cái điều tốt. Nhưng mà nếu như có những cái sai sót thì theo anh trên cương vị chủ tịch cộng đồng thì anh nhận như thế nào, có những cách ngôn nào? Xin mời anh. Vâng, cảm ơn thầy. Và kính thưa quý vị, thì như quý vị biết đó, trận bão kéo vô Houston rất là đột ngột, không ai ngờ được. Nhưng mà khi mà Harvey đánh vô Houston thì rất là nhiều đồng hương của chúng ta bị thiệt hại. Và trong đó đó, cộng đồng chúng ta rất là lớn, cộng đồng chúng ta rất là may, cũng có rất là nhiều người không bị. Nhưng mà lúc mà cộng đồng kêu gọi mọi người đóng góp để giúp nạn nhân thì rất là nhiều người đã hưởng ứng cái lời kêu gọi của cộng đồng chúng ta, không những cộng đồng chúng ta mà khắp nơi. Và cái thành công đó đã cho thấy là chúng ta gây quỹ được 1.6 triệu và chúng ta đã giúp được hơn 100 nhà ở Gordon và rất là nhiều thiện nguyện viên chúng tôi. Mà lúc đấy chúng tôi, anh em chúng tôi làm nguyện viện ngày đêm. Thì trong cái đầu óc tôi rất là khó, rất là bối rối. Tại vì rất là nhiều việc mà chúng ta phải nghĩ, suy nghĩ. Tuy là chúng tôi chia việc ra nhau theo lo làm, nhưng mà chúng tôi biết rằng đó, cái việc của chúng tôi làm tuy là muốn thật sự giúp cho chú đáo, chúng tôi không có khả năng và chúng tôi không có thời giờ để làm những chuyện đó. Những chuyện mà chúng tôi đã làm đã quyết định lúc đó là chúng tôi nghĩ là đúng nhất, hợp lý nhất. Nhưng mà bây giờ nhìn lại đó, thì nếu mà chúng tôi có cái gì sai chúng tôi sẽ sửa, như là cái CPA lần sau chúng tôi sẽ mượn CPA và lần sau chúng tôi sẽ có nhiều chuyên viên sẽ được nói để giúp chúng tôi. Tại lúc đấy chúng tôi làm việc ngày đêm cho nên không có được sản xuất, cho nên mong là quý vị thông cảm với chúng tôi làm việc 3 tháng rưỡi, mà thật sự đó 3 tháng rưỡi ngày đêm mà chúng tôi đạt được như vậy là chúng tôi nghĩ là rất là tốt rồi. Nhưng mà khi mà bây giờ nhìn lại, chúng tôi có rất là nhiều điều mà chúng tôi nên sửa, và chúng tôi sẽ ghi nhận và chúng tôi sẽ sửa chuyện đó. Xin mời anh xem đây. Cảm ơn các bạn. Hồi nãy giờ ai cũng nói là cộng đồng không có minh bạch, tài chính không có báo cáo tài chính. Quý vị nhớ đại hội quán đại, cộng đồng đã báo cáo tài chính rồi. Rồi anh đối tỉnh đã hẹn gặp Gia, anh xem sổ sách, Gia đâu có chuyện rồi, Gia hẹn nhận. Ảnh mới báo cáo, rồi sao đó, anh bỏ email, gọi cho đống người, báo cáo, thắc mắc, câu hỏi, thắc mắc, Gia đã trả lời rồi. Anh còn tiếp tục thắc mắc, rồi sau đó, ngày 4 tháng 8 á, có một họp nữa, anh khéo vũ gọi Giang sao mà Giang báo đó, anh cầm sổ sách thì gọi Giang, Giang xin chấp cho anh thấy. Anh khéo vũ gọi Giang đêm đó, Giang hẹn trong thứ tư cái năm vậy. Anh tới, mà anh tới một mình, anh tới với anh Đỗ Tịnh nữa, chị Thủy, Mai Hân, chị Diễm Chi, Diễm Chi. Đó, lên đây chứng minh họ đã thấy. Dạ có bạn, dạ có. Họ bỏ lên nè, đây là anh Đốc Tỉnh nè, anh bỏ lên nè. Đó, anh bỏ lên trên email cho tất cả hỏi thắc mắc, câu hỏi Giang đã trả lời và cũng tiếp tục thắc mắc. Còn có một cái nữa, một khéo ví dụ anh cũng làm nữa. Đây là khéo ví dụ nè. Anh lên, anh phát ra tên tuổi của một người đã nhận 10 ngàn
xin lỗi ạ, có ai chấp nhận 100% tất cả 10 người mà hai người đó cho phát biểu tên tuổi của họ lên email hay không? Lý do cộng đồng có một nhiệm vụ là bảo vệ cá nhân tên tuổi của họ, nếu họ cho phép cộng đồng mới cho tên tiếng tên tên, trong khi tất cả thâu lên bỏ lên Facebook, bỏ lên email, rồi cộng đồng sau khi tiếp tục đưa giấy tờ được nữa, trong khi bây giờ không tin tưởng được, rồi quý vị muốn cộng đồng đưa tất cả sổ sách để báo cáo để tên tuổi bao nhiêu nạn nhân, quay đây chứng minh 100% tất cả nạn nhân chịu bỏ tên của họ trên sổ sách không, cho tất cả báo cáo hết biết không? Trong bảo đảm phòng cũng như khi tổ chức cộng đồng á, có lúc người ta muốn cho tiền á, ta cũng ứng danh, ta không muốn biết thì tại sao bao nhiêu ngàn người đã cho tiền á? Ai ở đây bảo đảm một người 100% họ chấp nhận báo cáo tên của họ không? Trong bảo đảm phòng lý do là tại sao Giang không cho biết tên tuổi tất cả hết, Giang không biết cái số tiền vô ra ai cho nhiêu phát nhiêu vậy thôi, lý do là cho tôi nói lần trước giờ một cái không lần sau anh Giang cũng như vậy mời em xem lần sau có Cường là cô ấy thì anh Cường sẽ cho biết là việc nào đúng cảm ơn chú. Mỗi ngày văn phòng Cường có rất là nhiều thân chủ vào và tùm lum cái vấn đề. Nhưng mà bây giờ mình hỏi cho bất kỳ cơ sở kinh doanh nào hay bất kỳ tổ chức dân sự nào, cái câu hỏi đầu tiên chúng ta cần đặt ra là chúng ta có thể đài bỏ chi phí cho cái việc đó không? Mỗi ngày, mỗi tháng mình đã trải qua, phần lớn quý vị là những người thiện nguyện viên. Mình muốn làm chuyện thiện nguyện, mình đến là do sự tình nguyện của mình, mình đi cũng là do sự tình nguyện của mình. Nhưng mà những người nào đã bước vào cái trách nhiệm ngồi trong cái board director là ủy viên đó phải gắn cái gánh nặng đó 3 năm. So, ngay cả khi có những chuyện mình không thích, mình cũng phải ráng gọt tay, tại vì lúc tổ chức tiệc đó có thể cả 500, 600, 1.000 người. Nhưng mà khi thực hiện những cái chuyện mà gây quỹ rồi tổ chức sự kiện đó, có được bao nhiêu người ở đến 3, 4 giờ sáng để dọn rác, xây dựng sân khấu vân vân. So, những chuyện đó, đó quý vị truyền thông không bao giờ thấy. Mà nếu thấy, mình chỉ có nghĩ đó là chuyện đương nhiên và mình cảm ơn họ một lời thôi. Nhưng mà cái sự hy sinh của họ là gia đình của họ, vợ chồng gây gỗ nhau, con cái 1-2 tuổi không có cha mẹ chăm sóc, sáng dậy đi làm trễ bị chủ hãng đuổi, thu nhập bị giảm, bao nhiêu chuyện ở nhà không ai lo. So, sức người nó có hạn. Và bây giờ chúng ta ngồi ở đây chúng ta nói tại sao không mướn CPA, tại sao không làm audit. Có tổ, có cái business nào bên ngoài tự nguyện bỏ 5.000, 10.000 làm audit cho cái vấn đề tài chính của mình nếu không bị cái áp lực từ phía chính phủ hay là vướng vào cái điều kiện. Đại Việt TV có làm audit, tự mình audit mỗi năm hay không? Đấy. Tất cả những cơ quan nhân sự không ai muốn gắn lấy cái gánh nặng, nó là một cái burden rất là cực khổ. Thử bị IRS audit thôi, qua 4 năm trời không có làm ăn gì được hết. Chưa nói đến gắn mấy trăm ngàn tiền CPA. So, cái vấn đề là chi phí từ đâu ra? Ngày xưa một tháng để mà điều hành cái trụ sở này chỉ để tồn tại, chỉ để có cái chỗ để chúng ta đến, chứ đừng có nói mà có mướn nhân viên mở cửa và dọn dẹp trụ sở. Một tháng cũng phải 7-8 ngàn đến 10 ngàn, tiền điện không có tháng 1 ngàn mấy, tiền món kia 6-7 ngàn, tiền bảo hiểm. Rồi ví dụ tổ chức một cái sự kiện lỡ có người té ngã, họ xuống cộng đồng một cái tiền lấy đâu ra. So, cái gánh nặng tài chính cho anh em rất là nhiều. Họ đã đạt được cái kỳ công là thay vì 29 năm mà mới trả off được cái trụ sở này, với cái kế hoạch mà chúng ta đã làm từ thời kỳ đầu, chỉ trong vòng 5 năm mấy, 6 năm chúng ta đã pay off. Với cái sự vấn nạn của cộng đồng người Việt Houston, chỉ cần một cái thủ thuật nhỏ của tòa tổng lãnh sự ở đây, không cần tốn vài trăm ngàn, chỉ cần 50 ngàn, họ có thể gây xáo trộn lên. Họ cứ nhắm vào vấn đề nội quy và nhắm vấn đề tài chính để họ đánh. Trong khi đó những người này mỗi tháng phải, tháng nào cũng có những cái project, tháng nào cũng có sự kiện. May mắn là chúng ta có được cái mô hình hội chợ đêm để mang lại cái sự tự lực về tài chính cho cái cơ cấu này. Và ngày hôm nay chúng ta thay vì mất trắng toàn bộ bao nhiêu tiền làm ra thì đóng vào tiền lãi cho nhà băng, ngày hôm nay chúng ta có một cái tài sản lớn cho cái hội đồng đại diện này trong suốt 2-3 nhiệm kỳ qua gây dựng được. Vậy bây giờ chúng ta ép đặt vào họ những cái trách nhiệm. Những người nào muốn hội đồng đại diện phải đáp ứng cái tiêu chuẩn cao nhất về tài chính hay là pháp lý thì chính những nhóm đó và tổ cá nhân đó nên chịu trách nhiệm gây quỹ.
chúng tôi sẽ thuyết phục hội đồng đại diện tự nguyện hợp tác. Dù tổ chức nào, cá nhân nào mà yêu cầu audit CPA thì chúng ta hãy ngồi lại và nói cái chi phí audit sẽ là bao nhiêu, và chính cá nhân Quốc Cường sẽ thuyết phục anh em phải ráng hợp tác để cho cộng đồng của mình yên bình trở lại. Nhưng mà cái vấn đề audit không phải là vấn đề mà xem nhẹ, không có ai tự nguyện đi làm chuyện đó cả. Không có cái business nào hay tổ chức dân sự nào bên ngoài, mà ngay cả Tổng thống Trump và bao nhiêu cơ quan bên ngoài, không ai tự mình đi nói tôi sợ bị người ta bắt đầu, bây giờ tôi tự tôi phải bỏ tiền ra làm audit cả, trừ khi chúng ta có một cái yêu cầu pháp lý từ tòa. Ok, Quốc Cường, chi phí nó không có rẻ. Ok, that's enough. Cái giờ cũng hơi trẻ rồi. Chúng tôi sẽ ghi nhận sự nhận xét và bình luận của Phan Quốc Cường. Xin chân cảm ơn anh. Và thưa quý vị, nếu quý vị không có câu hỏi nào trực tiếp về quỹ Harvey trong đêm nay nữa, thưa có phải anh đặt câu hỏi về quỹ Harvey không ạ? Hồi nãy anh Đỗ Lĩnh đã có đặt câu hỏi nào cho chúng ta chưa? Không rồi. Dạ, dạ, xin lỗi, anh đặt được tên hồi nãy vì anh có đặt một câu hỏi rồi mà theo... Dạ thưa, nếu không có một đồng hương mới nào đặt một câu hỏi nào về quỹ Harvey thì chúng tôi xin phép tạm ngưng cái chương trình đó, đặt câu hỏi và trả lời ngay bây giờ, và chúng tôi xin phép mời quý đồng hương có thời gian và có tâm tình muốn chia sẻ với chúng tôi thì chúng tôi sẽ thành thật mời quý đồng hương lên chia sẻ với chúng tôi trong thời gian này. Và trước hết xin kính mời chú Lê Văn Sang, hồi nãy chú chưa nói xong là chúng tôi xin lỗi chú, và bây giờ tôi xin mời chú chia sẻ tâm tình của chú. Tôi xin cảm ơn ban tổ chức, thưa tất cả quý vị, nói nhiều không lời mà nói ngắn thì thiếu. Thưa quý vị này, tất cả chúng tôi đã nghe hết. Cộng đồng từ xưa ông Nam còn đây cho đến bây giờ, chúng tôi bị tù bị ổn năm qua, bị bốn năm đến tình cư vị là gặp ngay năm cũng đến được tất cả cái việc. Thưa quý vị, tất cả ai cũng đem được nhà và càng quá, càng trẻ sau càng vừa hơn nhà. Từ khi họ dùng Tây Sa, Pháp Quốc Cương đến Trần Quốc Anh, chúng tôi thấy càng sau càng vừa càng lên tâm. Không ai làm việc như thì họ kẻ này, ngay của tôi này, bố cả cái sách và làm phải tắt ngày đầu là bắt máy không thể xe thì kéo đi mấy trăm lần mấy ông cũng thấy để nó thì mình đến thấy cái cứu trời này kia không tham vào, chúng tôi không đủ sức. Vì vậy cho nên bỏ việc thứ nhất, tôi xin nói yêu cầu anh Bình Khoan trả lời tôi, hồi trong giám sát, hồi trong tài xế là như cô như cái cảnh tay phải, nhưng bằng tay đang bỏ đi đâu đi với nhau làm việc với nhau, cái gì đúng cái gì sai thương nhau được bằng nhau như gì đây. Hội đồng giám sát thì đầu tiên tất cả những thành sai của anh hết trận không bao giờ chịu trách. Tất cả chúng ta như vợ chồng ở trong một gia đình, hãy làm chồng làm sai rồi bảo giám sát người cộng đồng làm chi phục đấy, khi chúng ta hiện ra tổ cảm đi chỉ trích đi mời bóc như vậy không phải là người đúng đấy. Tôi từng sợ như vậy, bây giờ tôi xin lên bỏ tất cả đang làm người quỷ có lương lắm, nhưng bà đã được hạng tôi đưa bà, tuy nhiên phải chẳng thân phải làm cái này, ai làm được như vậy, ai làm được không, người ta làm như vậy, cảm ơn người ta. Còn chưa nói, còn chỉ trích, tôi sẽ có thể làm được chuyên môn chỉ trích, mới bày mới bà, nếu cộng đồng này mà có một vài người như được thì là ba nặng luôn, chỉ thế. Con xin cảm ơn sự chia sẻ của chú Lê Văn Sanh và tụi con xin ghi nhận các bạn. Và kế tiếp cho phép con kính mời chú Trịnh Tiến Tinh lên chia sẻ tâm tình với đồng hương và tất cả các nhà đồng hội đồng một đồng. Xin kính mời chú. Kính thưa tất cả quý vị trưởng thượng, cũng như tất cả quý vị, tôi ngồi từ đầu đến giờ thì tôi cũng phải xin thân thưa trước là tôi tới đây với tư cách cá nhân. Hôm nay tôi không có đại diện hội đồng liên tôn, không với tư cách hội đồng liên tôn, bởi vì tất cả những thành viên hội đồng liên tôn đều ngày hôm nay đều bận hết thì không có thể có mặt được. Nhưng mà tôi xin nói một vài cái cảm nghĩ của tôi như thế này. Trước hết tôi cũng cảm ơn luật sư Quốc Cường đã chia sẻ cái tâm tình, tôi cũng có cái tâm tình tương tự như vậy. Và tôi xin nói, nếu mà tôi nghe không lầm thì bà Hoàng Việt Thảo cũng trả lời là ngay từ đầu bà đã xác nhận rằng đây là con số bà ấy đưa ra theo cái phân tích để quý vị nhận
cái con số này mà quý vị là cái người phán đoán đúng hay không đúng thì là quý vị, chứ không phải bà nói bà là đặt con số này là đúng. Cái điều thứ nhất, cái điều thứ hai là tôi nghĩ rằng không có một cái tổ chức gì bắt buộc phải có CPA hết. Bằng chứng là quý vị đã nghe là trên Quốc Cường rồi. Tại sao chúng ta lại cứ phải tin là có CPA mới trung thực? Bởi vì cái con người làm có trung thực hay không, cái đó là cái điều quan trọng trước tiên, chứ không phải là CPA. CPA họ có thể làm không trung thực được. Quý vị nào làm thuế, quý vị đều biết CPA có thể làm cái việc đó chứ không phải là con. Cho nên cái điều trung thực ở đây đối với cá nhân của tôi á, là cái người làm có trung thực hay không, chứ không phải là CPA có trung thực hay không. Bây giờ trở về cái vấn đề cái cá nhân của tôi, thì tôi phải nói rằng là tôi có tư cách để nói, bởi vì tôi là người có đóng góp để quý vị coi danh sách có tên tôi nào đó. Cái thứ hai, tôi là một thành viên cũng trong ủy ban cứu trợ, bằng chứng là tôi đã đi ra làm các cái công tác đó ở Skydale cũng như ở nhiều nơi khác suốt cái thời gian phục vụ. Thì tôi phải chia sẻ như thế này, tất cả những thành viên làm việc với hết cái tâm của họ, hết cái lòng của họ, không phải họ vô để lợi dụng một cái việc gì. Và chúng ta trong những thời gian qua, cái thời gian suốt 2 năm quý vị không nghe, nhưng mà gần đến cái ngày bầu cử thì nó nhiều chuyện lắm, kể cả chính phủ Hoa Kỳ ở đây chứ không phải là cái tổ chức nào ấy. Gần đến ngày bầu cử là sẽ có rất là nhiều chuyện. Ngay bây giờ chiều ngày hôm nay quý vị nghe thì biết, ngày hôm qua thì biết về vấn đề Cindy cũng vậy, rất nhiều chuyện để vui ra. Nhưng mà chúng ta nên đến với nhau bằng cái tình, chứ không phải là chỉ có lý, cũng nên có cả lý lẫn tình. Nhưng mà chúng ta nên đến với nhau vì cái tình. Bởi vì quý vị nghe luật sư Quốc Cường vừa chia sẻ, đi làm những cái công việc này không có ai mà hy sinh hết tất cả thời gian ra để làm những cái công việc này để rồi nghe những sự nhức mọc. Tôi thú thật, nếu mà ai ở đây làm việc trước đã thấy, tôi là người hồi xưa cũng đã tranh đấu cho những cộng đồng thời ông Tính, thời ông Mỹ, và những thời sau tôi đều đóng góp trong cái chương trình cộng đồng vào năm ngày 30 tháng 4 ở Trung Thu. Nếu quý vị đã coi lại các hình ảnh đều thấy, tôi thấy nhiều người họ hy sinh quá nhiều, cho nên tôi chỉ có một bàn tay nhỏ hy sinh với họ để làm công tác đó. Cho nên chúng ta cố gắng làm việc với cái tình nữa, chứ không phải chỉ có cái lý không. Bởi vì cái cộng đồng ở đây, như Quốc Cường nói, nếu chúng ta không cẩn thận, chỉ một chút xíu thôi, chính chúng ta đã làm lợi cho bên cộng sản, họ có thể lợi dụng những việc chúng ta làm và phá nát cái cộng đồng người Việt quốc gia đấy. Đó là cái điều chúng tôi xin tất cả quý vị, nếu quý vị thật sự nghĩ đến vấn đề mà quốc gia, quý vị thật sự nghĩ đến vấn đề mà chống cộng, thì quý vị phải nghĩ rằng cái việc nào mình làm có lợi cho cộng đồng người Việt quốc gia đấy hay không. Nếu chúng ta nghĩ rằng cái gì chúng ta làm có hại thì chúng ta nên ngưng cái việc chúng ta làm lại để nghĩ đến quyền lợi của cộng đồng trước khi cái quyền lợi cá nhân hay đảng phái hay những người thân hay người quen của mình. Đó là cái tâm tình tôi nghĩ. Cho nên có những cái tôi cố gắng hết sức, tôi cũng có những cái tôi không nói được, có những cái tôi nói được, bởi vì cái quyền lợi của trên hết chứ không phải quyền lợi cá nhân của tôi. Đó là tôi xin như vậy. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn lời chia sẻ của ông Trần Chính Tinh. Và chúng tôi muốn tìm một khuôn mặt mới, những người có ích tới cộng đồng này để có những lời nhận xét và chia sẻ rất là khách quan nào. Xin kính mời anh có vẻ là mặt, và xin kính mời anh chia sẻ tâm tình một người mà chúng tôi cảm thấy hình như là không có thể ngày thường mà có thể có những ý kiến về khách quan cho tất cả các đồng hương. Xin mời anh. Dạ, tôi xin giới thiệu, tôi là Lưu Đình. Phát đạt biết mọi người đều biết, tại vì tôi là người tham gia với Bắc Nam thành lập cộng đồng, cho nên là từ chào Bắc Nam cho đến tới bây giờ luôn luôn là có cái chuyện là đưa chuyện giám chiếu ra tòa y lệ, nghĩa là sau bầu cử này rồi là không còn in pháp in rồi. Đó là tôi nhận xét, tức là tôi xin qua cộng đồng từ khi đi rồi Bắc Nam như thế. Bắc Kinh tôi đã ủng hộ Mỹ từ rất chiếu ra tòa, cho nên là tới bây giờ thì tôi nói như vậy là tất cả quý vị được ở đây biết tôi là một người trầm lặng, thầm lặng đứng phía sau thôi. Thì tôi có một cái nhận xét như vậy, qua nghĩa là từ khi tiên khởi đến bây giờ chưa có một cái
cộng đồng nào, cái chủ tịch nào mà làm được sáng tỏ và rên ướp được cái cộng đồng. Cho nên là cái đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là cụ phụ nữ này tại sao lại có cú liên danh, là từ hồi đó đến bây giờ mới có cú liên danh. Cho nên là cái chuyện mà đánh phá, cái chuyện mà lung tung như vậy á, thường không có gì hết trơn á. Quý vị nên nhìn thấy những gì mà trẻ của cộng đồng hiện đại đang làm và làm được, thì cứ nhìn đó mà ủng hộ chúng ta. Cái thứ hai là tôi muốn nói là ở đây mình làm với cái tâm đó, là chân lý lẽ phải sự thật, dương nhiên tất thắng. Cho nên là cái tư cách của con người cũng như là cái mấy cái đương nhiên như họ đánh họ phá họ làm cái gì, nhưng mà tôi đã nói với anh Xuân Thái và tôi đã nói với anh Đình rồi, tại vì tôi trải qua từ khi nào đến bây giờ, cho nên là nó có như vậy. Cho nên bất cứ một người họ nào, xin quý vị mướn một cảnh sát chứ đừng để cái tay mất dạy cái nhỏ con như vậy. Nó có người trí thức nhưng mà không có trí, họ không thức. Nghĩa là coi người lớn trẻ nhỏ đây không ra gì mà lên chụp video lên cùng khổ cởi áo bữa kia cởi áo rồi đánh người ta nữa, thấy không xứng đáng. Cái đó là cái tư cách của con người, có trí nhưng mà không có thức. Tôi xin hát hay. Dạ vâng, cảm ơn. Xin lỗi anh không mang gặp ngoài, không bao giờ biết ra đâu hết trơn. Lưu định và đã có những cái chia sẻ với lại hội đồng đại diện cộng đồng. Và bây giờ Mai Hoa muốn một cái người mà gắn bó với cộng đồng từ rất là nhiều năm qua, đó là chị Lê Thị Thu Cúc, cũng em mời chị chia sẻ về cái những việc làm của tụi em nào. Alo, dạ thưa kính thưa cha, tôi danh tuổi của đại diện và sự biên bộ, anh là cái người đầu tiên làm cái cộng đồng này. Thì trong khi anh làm, anh cũng gặp biết nhiều khó khăn nhưng mình vượt qua hết. Thì anh là con kim đầu đàn, anh thấy có ai làm được những cái việc và các em đã làm không? Không có. Đi gây quỹ mà cực khổ biết bao nhiêu, rồi đã hết nợ cho cái cộng đồng. Dạ không có đâu anh, mà mấy em làm để được cái gì. Bây giờ tôi thường đang nghĩ đây là Thủy con này, Thủy à, con dặn xuống. Mình ở đây mấy anh, em này đi làm nó không có lấy một đồng nào, mà khổ cực biết bao nhiêu, và ba tiếng, ba tay, mà đủ gì đó. Cô gặp con đến cho cô rồi, nói, con nói, cho con rồi. Đâu không cho rồi, thật ra không, nghĩa là mình dặn xuống, mình dặn xuống rồi. Cô Thủy có thiện nguyện, có đóng góp. Biết rồi. Và tôi nói với quý vị, hãy thương dân. Chúng ta đừng vì cái chức quyền và hạ tầng của chúng ta. Thương theo con số là gì? Thủy. Dân thì đúng là dân chúng ta. Rồi thôi bây giờ Thủy, cầu xuống cho con. Con lấy. Thành ra bây giờ, thưa, cái... Đừng kêu cho tôi và cá nhân, còn nếu không tôi sẽ nói chuyện với cô. Rồi cô em đó. Tôi thương dân, quý vị thấy tôi có tội hay không? Thủy, cô có nói xuống cái gì của ông đâu? Dạ. Tôi lên tiếng cho người dân. Người dân không hoàn toàn không cho người dân. Bây giờ Thủy, không bây giờ rồi không, tôi xin lỗi đâu. Rồi, không bây giờ vậy. Bây giờ tôi nhiều lần đây cho tôi cũng xin cho pháp rồi cho tôi đó. Giả thư rồi bây giờ anh Nam, ở đây anh Nam còn đây, anh Nam thấy không, các con các cháu mình nó làm được cái việc mà mình không ngờ, mà bây giờ nó đã hết cộng đồng rồi, thì anh thấy anh bừng khởi đầu. Tại vì bây giờ anh á, tôi với anh một tuổi mà tôi gì đi theo anh mình đều có giờ này, thấy không, thì xin anh nói lên coi những cái việc làm của các em thì đúng hay sai. Mà anh thấy anh đã giờ anh gọi cho em, anh có chạy lập cái đạo đó, anh nói tôi tiếng của anh. Thưa quý vị, tôi xin phát biểu ý kiến, tôi không có thiên vị ấy, tôi nói chỉ có phần người thôi. Trải qua những cái ngày tháng vừa qua, mới tới lui, dòng dòng của một số
tiền bạc thì không đúng, không đúng nhau. Thì thấy rõ ràng là mình làm việc đó nó có sự siêu xuống. Cái siêu xuống đó thì mình vô tình. Nhưng mà mình quên đi. Thế là mình có thể thay đổi được ở ngoài đường. Vì sự thiệt rõ là không có lớn gì. Là không có tiền, nó không phải do cá nhân mình đúng không. Mình chỉ muốn làm sự chấp chặt để giữ mục tiêu cho cộng đồng mà thôi. Thật thế nào bên này giải quyết dễ lắm. Mà có ý kiến đến đây không trình bày vậy. Thật chắc cả cái lỗ vậy. Thì nó cũng rất buồn. Buồn đến đây. Hôm nay ông bà của dân sư coi như là có hộp sơ đó là đại diện cho ông để mà trình bày lại. Tất nhiên không phải là CBA. Tất nhiên không, ông lúc xưa này không dám nói đây là đúng. Mà ông nói là không đúng. Bởi vì chuyện này bạn làm và tham ý bà. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu làm cho người ta tin nữa được đó thì hội đồng giám sát ngồi một bên và lập lại nghiệp cộng đồng và ban tổ chức một bên và có một người có những người luật sư CBA chẳng hạn cái tên luật sư ngồi đó hội đồng giám sát hỏi từng câu một từng hồ sơ một để cho người ta trả lời biết là không được là sai là sự thành phẩm không lý. Nếu một mình mới có kết quả rằng cái đó đúng hay không, nếu mà sai gì nhiều quá thì mình phải làm cách nào, mà sai ít quá cũng chẳng bỏ qua được. Thôi thì ai cũng làm là biểu cho được biết chẳng phải ai cũng là gì thì xấu ấy. Thế cho nên mình giải quyết bằng tên của người là sau khi mình biết những hồ sơ đó mới rõ ràng được rằng hỏi ra điều không cho sơ hồ sơ người bất thường trả lời ông Quy Liêu hồi sinh đúng không? Ông cũng dám trả lời. Thế phải không? Nhưng giờ, bỏ ra không nói gì. Tôi nói chuyện rồi thôi. Được. Cứ đi gặp lại. Tôi chỉ cần gặp lại một cách dễ dàng một lần thôi. Và sẽ còn nhớ nữa. Mới một người CBA thì tôi chứ. Tôi còn chưa lớn. Là không được giám sát. Chứ tôi đưa một sơ ra. Và hỏi bên bằng tổ chức. Là lực hiệu cộng đồng. Trả lời đúng. Sao biết nữa, bỏ qua luôn, tất cả các luôn, về mất tình người đó. Chứ bây giờ mình cứ cãi lộn nhiều bài, bữa nay chưa hết, mới hốt một lần nữa. Hoặc là không đúng cách thì tôi làm được. Tôi xin cảm ơn. Em muốn mời một chị Nhàn á. Sau chị Nhàn là đến phiên tôi. Dạ vâng. Và chắc là sau chị Nhàn đến anh Đỗ Tĩnh là mình chấm dứt ở đây nha. Bây giờ gần 10 giờ là ai cũng cần về nhà nghỉ để mà ngày mai phải đi làm. Em mời quý vị hãy nghe chị Nhàn là trước đây cũng là một phó chủ tịch phải không chị? Phó chủ tịch. Chị là một thành viên trong hội đồng đại diện cộng đồng trong cái nhiệm kỳ của Teresa Ngọc Hoàng. Và bây giờ thì từ khi sau khi anh Nam Phạm Phong qua đời thì chị cũng buồn mà bây giờ chị bước vào để sinh hoạt cộng đồng. Em mời chị có những cái nhận xét về hội đồng đại diện cộng đồng. Kính thưa tất cả các anh các chị, thưa tất cả các anh các chị còn lại có mặt trong giờ phút này, đáng lẽ là tôi không lên nói gì cả, tại vì thấy nó lắm thì nó cũng thế thôi. Nhưng mà tôi muốn lên chia sẻ một tâm tình của một người đã từng ở trong cộng đồng mấy năm trời. Và tôi thấy cộng đồng mình nó rất hay cái chỗ này nè, là tất cả mọi chuyện nó yên lặng. Cứ đến khi bầu cử là nó sẽ có chuyện nó đánh phá cùng lung, nó đánh phá là không có ai đỡ nổi. Cái đó tôi xin thú thật tất cả các em các cháu đây, nó đã làm việc như chúng tôi làm việc. Nhiều lúc những cái chợ đêm, những ngày 30 tháng 4 làm việc đến 4 giờ sáng là tôi và tất cả mọi em ra hút từ cổng rác để mà đi cho người ta. Thì chiều đó không thấy đồng chí có rác chút không có cái đó. Nhưng mà khi mà có cái gì thì tất cả mọi các em này và chúng tôi hiểu cái lời qua tiếng lại lời nặng lời nhẹ. Nó rất là khổ, không có sung sướng gì đâu. Thấy chưa? Thành ra quý vị nên thông cảm dùng là nhân vô thật toàn. Thứ nhất là các em nó rất trẻ, nó phải đi làm nuôi gia đình, chứ không phải là nó suốt ngày nó lo chuyện tiền đồng. Cho nên thế nào cũng có một cái mà không có khí thì quý vị uống. Cho nên mấy quý vị
vị nên lấy cái tâm, lấy cái tâm mà để mà làm việc với nhau, chứ không phải là mai mốt những cái chuyện mà dựng đứng lên mà để mà đi ra tuyên xấu tất cả mọi người. Chúng nó tuy là nhỏ tuổi nhưng chúng nó vẫn còn cái danh dự cộng đồng của gia đình đó nữa, mà cứ ra đi bôi đi lên trên Facebook đánh chửi, rồi có người đứng đây dặn chân dặn thẳng nói là cộng đồng bỏ tiền trong túi để mà xách đầu đi chạy đi, chứ cái đó điều đó là nó không đúng. Cho nên tôi xin các anh các chị có mặt ở đây nên thương dùng các em, thương dùng các em. Và có một cái này là cá nhân tôi nghe chưa, hồi nãy tôi thấy ba anh, một anh luật sư, một anh bác sĩ và một anh gì đó, đó là cái liên danh mới, họ rất là thất trọng, những người bạn thất trọng đi nhé, em nhớ đấy. Không, dạ xin cảm ơn các bạn. Dạ thưa quý vị, bởi vì tên tôi nhắn tới những người đều bạn mấy lần cho nên tôi phải nói về chồng của mình. Cái thứ nhất rằng là ngay tại lúc đầu đó tôi nói rằng anh chồng của anh nói rằng là hội đồng chính xác có đến thăm xem xét hồ sơ một lần, thì tôi có nói rằng là tôi xác nhận tôi có đến xem một lần, mà chị Mai Hoa nói rằng là tôi từ chối rằng là không có đến xem lần nào vì về vấn đề đó. Thứ hai nữa, rồi những cái gì mà tôi xem đó nó là sơ phẩm thôi, rồi tôi đặt câu hỏi, tôi hỏi anh Giang thôi. Tuy nhiên anh Giang cần phải biết rằng khi mà anh có những cái lời lẽ mà nó không hay đến với người ta đó, thì tôi phải có cái phản ứng tương ứng lại cho mình thôi. Cái báo cáo hồ sơ mà tôi mong muốn đó, tôi là đại diện cho hội đồng giám sát, tôi muốn có báo cáo hồ sơ để cho tôi đến gần cuối năm là hoàn tất mọi công việc. Đây là báo cáo hồ sơ, đây là tất cả những báo cáo hồ sơ, và hôm nay là lần đầu tiên tất cả những cái giấy tờ thông tin mới được sắp xếp theo một thứ tự. Bây giờ chuyển tất cả những cái thông tin này vào trong cái hình thức hồ sơ của báo cáo là tất cả mọi việc đã xong. Cái việc về CBA hay cái gì là hội đồng giám sát của tôi, của chúng tôi không có lưu ý, không phải là không quan tâm cái gì, nhưng mà cái đó là chuyện của hội đồng đại diện tổng. Tuy nhiên trên đài SM đài Việt TV có offer là chồng CBA để mà có thể làm chúng ta.